ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thứ kính tri ân thượng tọa thượng ngài Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học thắng pháp hôm nay bài 49, ngũ quyền và ngũ lực, chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Giáo. Kính đại lễ chư tổ tổ sư, đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay tiếp theo loạt bài về toát yếu giác Phật. Ở đây chúng ta sẽ đi lại những đề tài mà rất là quen thuộc, không phải trong kinh đạo mà kể cả Phật pháp, đó là những pháp trụ Bồ Đề. Đồng thời đây là những pháp mà quý vị không đơn thuần được giảng giải qua pháp học mà còn giải phương diện pháp hành. Riêng về bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến hai đề tài mà có chi pháp trùng nhau, đó là ngũ quyền và ngũ lực. Với năm cái pháp tính tấn niệm định huệ, có đôi khi chúng ta thấy không cần thiết phải nhìn năm pháp này qua hai phương diện khác biệt là quyền và lực. Trên thực tế thì rất là khác biệt. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh chư tọa tự sư giảng giải rộng rãi ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Thưa lành thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, thắng pháp 49, ngũ quyền và ngũ lực. Giống như trong giao tế xã hội, một người hiểu việc cần biết chỗ nào để gõ cửa và ai là người thật sự có ảnh hưởng ở phương diện gì. Quyền và lực là hai đề tài có chi pháp và pháp bản thể giống nhau, nhưng một nói về căn cơ cần thiết cho sự tu chứng trong lúc đề tài kia nói về sức mạnh mà hành giả có thể vận dụng như nội lực trong sự tu tập. Do sự ứng dụng trong pháp hành khác biệt nên ngũ quyền và ngũ lực được nêu thành hai thể tài riêng biệt trong giác phần. Bốn, ngũ quyền bành chiền trí già ni quyền in trí già đã định nghĩa trong 22 quyền phần B toát yếu hỗn hợp. Một, tính quyền sát hình trí dân là chức năng của lòng tin, chính niềm tin lôi kéo các pháp đồng sanh sát tính đối tượng như Phật pháp tăng vân vân. Không có nghi ngờ chi pháp tính quyền là tâm sở tính trong tâm thiện. Hay tấn quyền Uri-in-tri-yang là chức năng tinh tấn, chính sự chuyên cần lôi kéo các pháp đồng sanh năng động, trỗi dậy, không lui sụp thối thất. Chi pháp tấn quyền là tâm sở cần trong tâm thiện. 3. Niệm quyền Sát-tin-tri-yang là chức năng chánh niệm, chính sự nhớ biết bé nhạy, lôi kéo các pháp đồng sanh tỉnh táo, không lơ đỉnh. Chi pháp niệm quyền là tâm sở niệm trong tâm thiện. 4. Định quyền Samadhinriyan là chức năng tập trung, chính sự tập trung lôi kéo các pháp đồng sanh trụ vững vàng, không phân tán phóng dật. Chi pháp định quyền là tâm sở nhất hành trong tâm thiện. 5. Tệ quyền Bành-nhìn-riyan là chức năng quán triệt, chính sự sáng suốt lôi kéo các pháp đồng sanh biết cảnh một cách xác thực, không mê lầm. Chi pháp tuệ quyền là tâm sở trí tuệ trong tâm thiện tương ưng trí. 5. Ngũ lực Bành chắc bà là ni cũng có 5 chi pháp như ngũ quyền, nhưng nói ở khía cạnh sức mạnh, không rung động. 5 lực là 1. Tính lực Sát hà bà lăng lòng tin là sức mạnh áp chế thái độ do dự, không xác tính. 2. Tấn lực Quý rít chắc bà lăng sự tinh tấn là sức mạnh áp chế trạng thái biến nhát. 3. Niệm lực Sát tích bạch lăng chánh niệm là sức mạnh áp chế trạng thái lơ đãng, không tỉnh táo. 4. Định lực Sát ma đi bạch lăng định tâm là sức mạnh áp chế trạng thái thoáng lạng, lao chao. 5. Tuệ lực Bành nhà bạch lăng trí tuệ là sức mạnh áp chế trạng thái mê không thông hiểu.
năm lực này cũng nằm trong chính lực. Nó bắt là đi đã nói ở phần B có yếu hỗn hợp, nhưng đây chỉ đây có năm vì là những pháp trợ giúp sự giác ngộ trong việc tu tiến. Pháp quyền lực với nhau nếu trên lệch sẽ dẫn đến tác dụng nghịch. Tính sadha và trí bành nhà phải quân bình với nhau. Nếu tính vượt trội hơn tuệ sẽ dẫn đến niềm tin mù quáng. Nếu trí vượt trội hơn tính thì dẫn đến cuồng tri thức hay hoài nghi đủ điều. Cần Uriya và định Samadhi phải quân bình với nhau. Nếu cần vượt trội hơn định thì dẫn đến phóng dật tâm lao chào. Nếu định vượt trội hơn cả cần thì dẫn đến thủy miên ngủ gục. Niệm sách thì không có tác hại khi vượt trội, không có chuyện niệm bị dư thừa, vì niệm sati giám sát sự phát triển của những pháp quyền khác và bảo đảm bốn quyền ấy được giữ ở mức quân bình. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học bài 48, tứ chánh cần và tứ nhĩ túc, bài học tiếp theo bài 50, thất chắc chi. Biên soạn giáo trình thì hiệu giác đẳng, chúng tôi cũng thỉnh thượng tọa từ siêu từ bây giờ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bát Thầy Giác. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại sau một tuần lễ đặc biệt không học thắng pháp. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục học về tòa kim sắc Phật. Ở đây thưa quý vị, tâm sở tính, tâm sở cần, tâm sở niệm, tâm sở nhất hạnh và tâm sở trí tuệ khi còn ý nghĩa nguyên nguyên của hành quấn thì năm tâm sở này nó chỉ có nghĩa đơn thuần, vì tâm sở tính đó đó là loại tâm sở tình hảo biến hành để phối hợp với tất cả tâm tình hảo, có cái đặc tính là thanh lọc, là làm cho các phát động sanh được trong sáng, giống như là ví dụ như cái lượng nước lọc ra cái nước trong không có bị bụi bẩn gì nữa.
ý nghĩa nguyên nguyên của tâm sở cần. Hành, cũng thuộc về hành quân. Và tâm sở cần này nó hợp với 105 tâm. Nó có cái chức năng là nó lôi kéo các pháp tùng sanh có sự năng động trong cái việc tiếp cận nó không có trạng thái thụ động tiêu cực tâm sở niệm cũng là hành quấn nó thuộc về cảnh hảo biến hành đã phối hợp trong tất cả tâm tình hảo và nó lôi kéo các pháp luật sanh. Biết cảnh một cách xác thực, không có lơ đễn, ý nghĩa nguyên nguyên của tâm sở Ekakata nhất hành, nó cũng là một hành quấn, nhưng mà nó thuộc về tâm sở tự tha biến hành. Nó phối hợp với tất cả tâm. Nó làm cái công việc dán tâm trên một đối tượng và cái tâm sở tuệ quyền hay là tâm sở trí tuệ đó thuộc về hành quấn, một cái thứ tâm sở tịnh hảo bị cảnh là nó chỉ phối hợp với những cái tâm tịnh hảo từ trí mà nó gồm có 79 tâm tịnh hảo tương trí. Ý nghĩa thứ nhất mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là ôn lại để cho các học viên chúng ta chú ý khi mà đề cập đến
ngũ quyền ngũ lực, thì trước tiên ý nghĩa nguyên nguyên của năm cái chi pháp này nó là như vậy. Bây giờ trong cái nghĩa thứ hai đó, là từ cái ý nghĩa nguyên nguyên của năm tâm sở đó, nó trở thành một cái ý nghĩa mang cái sắc thái là hỗn hợp giữa cái tốt, cái xấu và cái không tốt, cái xấu, nó trở thành một cái chi pháp khác. Bây giờ khi nó đã trở thành nằm ở trong nó trở thành 8 trong 22 quyền, và năm chi pháp thì nó trở thành 5 trong 9 lực của phần hỗn hợp. Thì chúng ta không lấy cái nghĩa như là một hành quấn đối với tâm, mà chúng ta lấy cái nghĩa là cái vai trò của chúng khi mà xử sự, có việc nó có thẩm quyền trong cái lĩnh vực đó, nó có cái mãnh lực trong cái lĩnh vực đó. Rồi từ cái ý nghĩa thứ hai này đó, từ cái phạm trù thứ hai này, chúng ta mới cô đọc lại thành cái ý nghĩa thứ ba, tức là những cái chi phần tu tập làm yếu tố cho sự giác ngộ, không phải chỉ riêng có ngũ quyền ngũ lực, mà tất cả 37 pháp giác phần chúng ta học cái trong cái thoát ý này, trong cái thoát ý giác phần, chúng ta đều phải hiểu như vậy. Bởi vì ở đây là chúng ta đang học thấm pháp, chứ không phải là chúng ta học kinh tạng. Học kinh tạng thì chúng ta nghe cái từ đó là chúng ta cứ định nghĩa cái gì nó cũng liên quan đến cái pháp tu tập cả. Nhưng mà học trong thấm pháp thì chúng ta nên lưu ý, vì thấm pháp, vì pháp là sâu xa về cái pháp thực tính, nặng về cái pháp thực tính, nặng về cái pháp thực tính hơn là một cái ý nghĩa
Kinh Tạng thì nặng về ý nghĩa Atthagamkhira, còn nặng pháp thực tính gọi là Sapphagamkhira. Đến đây thì mới cho phép chúng ta hiểu trong cái ý nghĩa giáp phần đó, thì bốn niệm xứ, bốn tinh cần, bốn giữ ý túc, hay là năm quyền, năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo, là chúng ta nên hiểu theo cái ý nghĩa của cái pháp tu tập. Nó bắt đầu nằm ở trong cái phạm trù cái pháp tu tập giải thoát rồi. Đó là những điều mà một người học thắng pháp đó, chúng ta cần phải lưu ý trước. Nhưng nếu mà không là như vậy đó, không học theo cái cách đó, thì chúng ta cứ mơ hồ, không biết là mình đang học thắng pháp hay đang học kinh tạng. Mà nếu là học thắng pháp thì tại sao đề cập những cái pháp này giống như trong kinh tạng vậy? Chúng ta sẽ có cái sự nghi vấn. Nên chúng tôi muốn gợi ý để cho tất cả các học viên pháp, chúng ta chú ý. Ở đây thưa quý vị, trong cái lĩnh vực tu tiến để đạt đến cái cứu cánh giác ngộ, chúng ta có năm pháp mà được gọi là Pajjindriya, là ngũ quyền. Là những pháp để giúp cho cân bằng. Tâm lý khi mà thẩm nghiệm về vô thường, khổ và vô ngã, chút xíu rồi chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này. Còn bây giờ thì như chúng ta đã nghe định nghĩa sắc tinh ly giác, tính quyền ở đây là chỉ cho cái niềm tin. Niềm tin có cái chức năng riêng biệt. Là giúp cho mình hướng tới. Tôn giả Nagasena trong Kinh Milinda Bình Hà, khi Ngài đề cập đến tính, Ngài có cho hai cái thí dụ. Một cái thí dụ nói về bản thể pháp, nói bản thể của tính. Ví dụ như cái đồ lọc nước làm để
để chặn lọc nước trong bỏ cái tạp chất. Nhưng mà cái thí dụ thứ hai đó, ngày thí dụ tính như là một cái niềm tin để giúp cho mình đi tới. Ví dụ như ngày thí dụ như có nhóm người trong cái cuộc hành trình họ đến tại một cái con suối rộng, tất cả đều dừng chân lại, họ chưa có dám lội qua vì không biết cái dòng suối chỗ này sâu hay là cạn. Có ở ngầm cái sự nguy hiểm ở dưới ở lòng suối hay không. Cho nên không có ai lội qua. Lúc đó có một người mạnh dạn. Sau khi họ săn khéo y phục cho gọn gàng, họ can đảm bước xuống và họ lội ngang qua cái dòng xuống. Những người đứng ở trên bờ nhìn thấy người kia lội qua sông, lội qua suối và lên bờ một cách an toàn, thì bắt đầu họ có cái sự tin tưởng nương theo người đó, nghĩ rằng con suối này đã có người lội qua an toàn, không có sự nguy hiểm. Vì thì chúng ta hãy lội qua. Là họ bắt đầu lần lượt họ lội theo. Cái ví dụ đó cũng ví như là cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật và giáo pháp gì. Khi mà Đức Thế Tôn ngày chưa có xuất hiện ở đời, ngài chưa có thuyết giảng giáo pháp về cái con đường đưa đến sự giải thoát, thì cái bể khổ trầm luân này mà lội qua không biết được hay không, không có ai dám lội qua, chỉ quanh quẩn một bờ bên này thôi. Nhưng mà cho đến khi Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, sau khi tu tập phổ hạnh ở rừng sâu, ngài tìm được cái con đường trung đạo và ngài đi đến đến cứu cánh là niết bàn, tuyên thuyết về giáo pháp con đường đưa đến niết bàn. Người có trí vốn đã từ lâu sợ hãi cái sự sinh tử luân hồi, ở trong mắt của họ ít có bụi trần, tức là ít có bị nhiễm phiền não. Nhưng nay được nghe giáo pháp của Đức Phật làm khơi dậy cho họ một cái niềm tin, và họ quyết tâm đi theo cái con đường của Đức Phật đã bạch ra. Và nhờ đó mà họ đạt đến cái sự giải thoát, trừ các lậu hoặc phiền não, trở thành vị A-la-hán. Cái niềm tin đó
nó có cái thẩm quyền để nó xác định được cái con đường đi ở phía trước, mà không có cái sự e ngại hay là giận dữ. Mà cái sự xác định đó họ phải dựa phải hoàn toàn tin tưởng ở Đức Phật, phải hoàn toàn tin tưởng ở Đức Phật. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, nếu một vị hành giả yogi kể từ khi bắt đầu nghĩ đến cái việc tu tập, cái hành trình tu tập, mà họ quên đi Đức Phật, thì như vậy họ tu không có hiệu quả thôi. Họ tu không có hiệu quả. Ở đây chúng ta tin tưởng đi vào con đường này, chúng ta tin tưởng cái vị đạo sư chỉ đường là Đức Phật. Rồi cái pháp môn tu tập đó, tức là những cái an xứ để mà tu tập về thiền định hay là thiền quán, thì đó là pháp bảo, là giáo pháp. Còn khi mà chúng ta tin tưởng vào cái vị thầy, vị thiền sư đó, là chúng ta tin tưởng cái người đại diện cho tăng chúng. Chúng ta nhớ kỹ cái chỗ này, chứ không phải là như có một số nơi, hay khi mà họ hành thiền thì họ xem vị thiền sư đó là tối cao, là họ bỏ quên Đức Phật thành một cái bóng mờ, cái gì họ cũng chỉ biết là vị thiền sư của họ thôi, mà họ quên rằng thiền sư của họ chỉ là đại diện cho tăng chúng. Khi mà họ tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin tăng chúng, và vị thiền sư là đại diện cho tăng chúng, thì như vậy cái con đường đi của họ mới được sâu sáng. Còn hễ mà cái gì cũng chỉ biết vị thiền sư nói sao nghe vậy, nhưng mà hàng ngày không có niềm tin đối với Đức Phật, vị đã vạch ra cái con đường này, thì nó sẽ bị thất bại. Cho nên cái niềm tin là cái điều kiện tiên quyết đấy, thưa quý vị. Chúng ta cẩn thận cái chỗ này chút xíu. Rồi sẵn chúng tôi cũng nói thêm là chính cái niềm tin đó nó có khả năng hướng đạo, đồng thời nó cũng có một cái sức mạnh. Được thí dụ về sức mạnh của lòng tin đó, thí dụ có ba người một người tên là Tính, một người tên là Cận, người tên Trí. Nghe Hòa Thượng trên sử này hay đưa cái thi này, mà ở bên Thái họ thường hay dùng cái thí dụ này để nói lên về ba cái pháp gọi là Thana Thamma, là tâm cơ hay là pháp nền tảng cho cái việc tu tập. Thì anh Tính, anh Cận, anh Trí, ba anh rủ nhau đi lạc vô rừng.
anh đi buông sau anh đã lạc vô rừng. Thì lúc bây giờ tìm mãi không thấy được lối ra. Thì anh cần cho anh Trí cũng hốt hoảng. Nghĩ rằng tuyệt vọng. Thì lúc đó đó anh tính, anh mới khuyên giải hai bạn là bây giờ các bạn phải bình tĩnh. Nếu mà cái số mình phải chết ở rừng thì trước sau cũng phải chết. Và nếu cái số mà không chết ở rừng đó thì chúng ta lần mò chúng ta cũng tìm ra được con đường để thoát khỏi khu rừng này thôi. Nghe lời khuyên như vậy đó, thì anh tính cần anh lấy lại bình tĩnh. Một khi mà đã có cái đức tin đó, có niềm tin, thì anh ta, thì mấy anh mới lấy lại cái bình tĩnh để mà tìm ra phương trước, tìm ra phương thế. Thì khi bình tĩnh như vậy rồi đó, thì bây giờ cả ba người bị đấu, bị khác. Thế là anh Cần, anh Tinh Cần á, anh mới cố gắng đi tìm cái cây rừng và tìm nước suối cho ba người ăn uống được no, được hết khát. Ba anh mà sống được đó là do vợ của anh Cần, anh không có nệ hà cái sự khổ cực gian lao để anh ta đi tìm cái ăn cái uống cho mọi người. Thì khi đã ăn uống được yên thân rồi đó, thì lúc bây giờ anh Trí, cái anh thứ ba, anh mới suy nghĩ, anh tìm cái phương hướng. Với kinh nghiệm, anh ta nghĩ rằng là trước hết hãy đi đến một cái, để chúng ta đến cái cây cổ thụ. Cái phía nào mà nó không có bị đống rong, ít có bị đống rong đó, đó là cái hướng mặt trời mọc. Thế là anh ta định hướng được đông hướng tây, thì còn lại là hướng nam hướng bắc. Mà cái chỗ cái ngôi làng, cái thành phố, cái thị trấn mà chúng ta đi đó, thì nó nằm ở cái hướng đó. Sau khi tìm hiểu được cái phương hướng rồi thì cả ba anh mới mon theo cái hướng đó. Ngày xưa không có đem theo cái la bàn, cho nên họ chỉ bằng cách đó để họ hướng tìm. Và chính cái trí tuệ của cái anh chàng thứ ba này đó, anh ta làm cái công việc giúp cho mọi người thoát khỏi cái khu rừng do nhờ cái sức mạnh của trí tuệ. Trong cái câu chuyện ngụ ngôn này đó, thì muốn nói rằng là ba pháp này nó nương tựa. Ở đây khi chúng ta nói đến ngũ quyền ngũ lực là chúng ta nói đến năm pháp, nhưng mà trong đó nó có ba pháp để làm chuẩn, ba pháp để làm chuẩn. Cho nên những cái chút xíu rồi chúng ta sẽ nói đến cái cặp pháp mà nó phải quân bình, nó phải quân bình. Sau khi chúng ta định nghĩa xong về ngũ quyền ngũ lực đó, thì tính quyền tính lực
chúng ta đã hiểu được ý nghĩa đó rồi đó, thì bây giờ chúng ta nói qua tấn quyền, tấn lực. Bây giờ thì tấn ở đây là tinh tấn, là chuyên cần. Là sự tích cực của tâm, không có sự biến nhát, không có sự giải đãi. Tấn quyền tất lực ở đây là chúng ta phải nói đến ở tứ chính cần mà chúng ta đã học rồi đó. Vì đối với vị hành giả tu tập thì ngoài chính cần ra, những cái sự chuyên cần, cái sự tinh tấn khác á, thì chúng ta không có, chúng ta không có bàn đến nữa. Thí dụ như là nói về một vị tỳ kheo nuôi mạng chân chánh là do nhờ cái sự tinh tấn của đi về đó, tinh tấn đi khất thực mỗi một ngày, khi đói thì chịu khó ôm bát, ôm bình bát đi quá duyên ở trong làng, dù nắng dù mưa cũng tinh tấn đi, ai cho gì ăn nấy chớ không có tiền phách để mà lừa dối quần chúng, hay là lấy lợi câu lợi để người ta cúng dường tại chỗ cho mình ăn. Thì như vậy cái đó là cái sự tinh tấn để mà tránh mạng là khác, tinh tấn để mà nuôi mạng chân chính là khác. Còn cái sự tinh tấn mà nó hỗ trợ cho cái pháp giác ngộ, tức là cái sự nỗ lực để bài trừ ác bất thiện pháp, chưa sanh không cho sanh, đã sanh được đoạn trừ, bị mất đi, đó là bài trừ ác bất thiện pháp. Tinh tấn nỗ lực tu tiến và phát triển thiện pháp, những thiện pháp nào chưa có tu tập cho có, và những thiện nào đã có rồi thì phải duy trì. Những cái thiện pháp đã có được duy trì đó, thậm chí là những cái ấn chứng ở trong thiền tập, ngài Sariputta ngài có nói được vấn đề này. Vị tỳ kheo mà tu tập địa mục thiền phát sanh lên Parikamanipatta, sơ khởi tướng hay chuẩn bị tướng Uggaha Nivatta là thủ trì tướng, và Patisaga Nivatta là tợ tướng. Khi đã thấy tợ tướng mà nó phát sinh lên, tức là cái tâm nó đi chú ý đến cảnh địa mục một cách tỏa sáng kiên cố, và đạt đến trạng thái Upacara Samadhi là cận định rồi đó, thì vị tỳ kheo phải gìn giữ cái cận định này, tức là gìn giữ tự tướng Patipaga Nivatta, đừng để cho nó mất, và duy trì được tự tướng,
hoài hoài như vậy đó, thì chẳng bao lâu thì vị này sẽ đạt đến Appanna, tức là trạng thái tâm động lực kiên cố, là tâm thiền hay tâm đạo quả. Tôn giả Sariputta khi mà ngài nói đến cái pháp chánh cần ở trong giác phần đó, thì ngài có đến cái tình này ở trong cái bài kinh Phúng Tụng, ngài có đề cập đến ý nghĩa này. Bài kinh Phúng Tụng Trường Ngộ, thưa quý vị, ở pháp Bốn Chi, thân cần tức là nỗ lực ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. Đó là vị tỳ kheo dùng chánh niệm để thu thúc lục căn, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý suy nghĩ có chánh niệm ghi nhận, thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, vân vân, để ngăn ngừa tham sân sanh khởi. Trừ cần là sự tinh tấn nỗ lực từ bỏ, đẩy lùi những ác bất thiện pháp đã sanh trở mất. Đó là chỉ cho cái việc đoạn từ bỏ ba cái dục, dục tầm, sân tầm, hải tầm. Sau khi từ bỏ được sân tầm, dục tầm, hải tầm đó, thì lúc bây giờ, thưa quý vị, những ác bất thiện pháp mà đã sanh khởi như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, nó bị mất đi, thì đó là cái sự tinh tấn trong cái việc mà tu tập giác Phật. Rồi những cái thiện pháp đó chưa sanh, tu tập làm cho nó sanh khởi, làm cho nó có, tức là tu tập về bảy giác chi mà tuần sau chúng ta sẽ học tới, những ngày tới chúng ta sẽ học rồi. Rồi tinh tấn duy trì những cái thiện pháp đã có, đừng cho mất. Ở đây chỉ cho cái việc mà nỗ lực để duy trì các cái ấn chức Nipata của thiền nó đã phát sanh, đã trở thành cẩn định, đừng để cho nó hư hoại, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tu tiến Appanna nó được thành tựu. Bởi vì ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập cái đề mục, cái nghiệp xứ Samatha Kamathana, tức là chỉ nghiệp xứ, là cái đề mục thiền chỉ, hay là Vipassana Kamathana là quán nghiệp xứ, đề mục thiền quán cũng vậy. Để chúng ta tu tập cái giai đoạn sơ khởi, gọi là giai đoạn chuẩn bị Parikrama Phavana, chúng ta cũng phải có cái sự tinh cần. Rồi cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà Upachara Phavana,
tức là tu tập giai đoạn cận hành là thuần thục hơn chút, đã gần tới đích, thì cái này cũng phải có sự tinh cần để chúng ta duy trì, chứ không thì bỏ cuộc nửa chừng. Và cái giai đoạn rốt ráo gọi Appana Phapana, tức là cái giai đoạn họ đạt đến cái tâm động lực kiên cố, hay là an chỉ tốc hành, an chỉ tốc hành tâm, là thiền định đạo quả, thì cái giai đoạn đó cũng phải có sự không cần để đi kèm, phải có cái sự tinh tấn để đi kèm. Cho nên chúng ta thấy cái vai trò của tinh tấn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chỉ có cái là nếu mà chúng ta không có siêng năng, chúng ta lười biếng là chúng ta chết đói. Ta nói muốn ăn lăn vô bếp là nói lên cái sự tinh tấn đời sống tu tập. Hoặc là những câu tay làm hàm nhai, hãy có sự siêng năng mà làm việc đó, thì miệng mới có ăn được, vân vân. Đời sống hàng ngày cũng nhờ cái pháp tinh tấn là như vậy, huống chi là cái việc tu tập. Đời sống tu tập chúng ta cắn quá ghê lắm, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta tu tập là chúng ta cứ ngồi rồi chúng ta niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, chúng ta quên đi cái pháp tinh tấn. Chúng ta mà duy trì được chánh niệm là do nhờ cái pháp tinh tấn, chứ đâu phải là, không có. Rồi chúng ta quên cái công của cái pháp tinh tấn. Chúng ta phải nhớ là tất cả những cái thiện pháp chúng ta được duy trì, được tồn tại, được phát triển lớn mạnh là do nhờ cái pháp tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn ở đây đó là trong cái nghĩa rốt ráo, chứ không phải là cái nghĩa thông thường như là quét xiên, giặt giũ, xiên tắm rửa, xiên quét nhà, quét sân, hay là chúng ta xiên làm việc, xiên trồng cây, xiên hái trái, vân vân. Những cái xiên đó đó, những cái siêng năng chăm chỉ đó, nó chỉ là thông thường thôi. Còn cái sự siêng năng trong cái việc tu tiến á, thì cái này nó mới trở thành một cái gọi là virya-bala, là cái sức mạnh để giúp cho chúng ta duy trì được cái thiền pháp. Cho nên khi mà chúng ta nói đến tấn quyền đó, thì chúng ta phải hiểu rằng sự tinh tấn nó có cái khả năng đặc biệt ở trong cái lĩnh vực là nó khơi dậy, nó làm cho các phát động sanh khơi dậy, được khơi dậy cái sự năng động, không có biết nhát, không có trì trệ trong cái vấn đề phải làm cho liên tục những cái thiện pháp. Chữ Anuppassana đó, tức là chúng ta dịch là tùy quán, nhưng mà thực ra cái này có nghĩa là chúng ta phải quán niệm liên tục, liên tục, liên tục, không có dừng nghỉ. Thì đó là do nhờ cái pháp tinh tấn này. Thì cái tấn quyền tấn lực thì chúng ta phải hiểu cái vai trò của nó đặc biệt như thế.
Bây giờ chúng ta nói đến thứ ba, niệm quyền, niệm lực. Niệm như chúng tôi đã nói cái ý nghĩa nguyên nguyên của niệm tâm sở là giúp cho các cái pháp, các cái tâm, các pháp bùng sanh ở trong tâm tịnh hảo, nếu biết cảnh một cách là tỉnh táo, nó không có lơ đễnh ở trong cái biển biết cảnh như tâm thực thiện, là do nhờ có niệm tâm sở. Thật ra ở đây đó, trong cái pháp giác phần thì niệm đóng cái vai trò cũng rất quan trọng, không có kém gì tính quyền và tấn quyền. Bất cứ một pháp nào sanh khởi, cái đối tượng nào sanh khởi, thì hành giả đều phải nhận biết, đều phải nhận biết rõ ràng. Chánh niệm ở trong thiền chỉ đó, là một khi đã chú tâm trên cái đề mục của Kamathana, như đề mục đất, đề mục nước, lửa, gió, đề mục cái xinh ác chẳng hạn, thì cứ chú tâm trên đó, miệt mài ở trên đó, dầu cho cái gì nó có xảy đến gì nữa, trời có sập, đất có sập, cũng không có để ý đến, chỉ có chánh niệm với cái đề mục thôi, thì niệm đó nó đưa đến cái trạng thái thiền định và thần thông. Nhưng mà niệm ở trong thiền quán, thưa quý vị, thì quan sát tất cả, tức là đang ngồi chú ý đến thân hành, tức là hơi thở ra, hơi thở vào ở trước mũi. Bất chợt lúc đó bị mũi đốt nơi cổ hay nơi vai hay nơi tai, bị đau nhói, thì lúc bây giờ hành giả phải ghi nhận ngay cái cảm thọ đó. Ghi nhận ngay cái cảm thọ đó, ghi nhận một hồi để cho cái cảm thọ đó nó sanh khởi rồi nó biến mất đi, rồi mới trở lại với ghi nhận hơi thở. Cứ như thế. Cho nên vị hành giả mà tu thiền quán thì quý vị chánh niệm 24/24, không phải lúc ngồi thiền mới có chánh niệm, lúc ngồi kiết già hay bán già mới có chánh niệm, mà ngay cả duỗi chân ra cũng phải có chánh niệm. Lúc mà chống tay đứng lên cũng phải có chánh niệm, rồi lúc mà xoay mặt về hướng cửa phòng cũng phải có chánh niệm, lúc mà bước ra đó, chân phải bước tới cũng có chánh niệm, chân trái bước tới cũng có chánh niệm. Thì như vậy niệm luôn luôn, một vị hành giả mà tu tập thiền quán thì chánh niệm không rời khỏi,
Chỉ ngoại trừ trong lúc mà vị bắt đầu rơi vào trạng thái hưởng phần sau con gác để ngủ, thì lúc đó là rời khỏi chánh niệm của động lực. Gì lúc đó cái tâm hữu phần, mặc dù cái tâm hữu phần của vị hành giả nó vẫn có tâm sở niệm ở trong cái tâm quả, tâm đại quả làm việc hữu phần vậy, nhưng mà tâm sở niệm đó nó thuộc về cái giống quả, không được kể là niệm quyền niệm lực ở trong cái việc tu tập. Thì ngoại trừ cái việc đó thôi, còn trong đời sống hàng ngày thì niệm quyền niệm lực là những cái chi phần nó trở thành một cái sức mạnh, một cái khả năng đặc biệt mà vị hành giả phải có. Đó nhờ có chánh niệm như vậy, cho nên các pháp luân sanh nó mới trụ ở trên đối tượng. Được vững chắc, an trụ đó chúng ta gọi là định samadhi. Và chi pháp của định samadhi ở là ekakata cetasika, là nhất hành. Trong cái ý nghĩa nguyên nguyên của hành quẩn này thì tâm sở nhất hành đó là nó giúp cho các cái tâm sở khác cái động sanh với nó đó là an lập trên đối tượng. Nhưng mà cái sự an lập trên đối tượng đó chỉ là thoáng qua thôi thưa quý vị. Cũng giống như khi mà người ta dùng cái cây gậy để người ta chống đi, thì cứ mỗi một bước đi thì cái đầu cây gậy nó ghim xuống, nó chấm ở dưới đất, chấm dưới đất. Nó tựa lên trên đó rồi nó đi sang cái bước khác. Nhưng mà định samadhi ở đây có nghĩa là không phải là cây gậy tựa lên trên mặt đất một điểm đó, mà là như một cây cừ được dốc nhọn và người ta xóc xuống đất cho nó ghim sâu ở một chỗ, nó định vị kiên cố. Cho nên mỗi lần cái đầu gậy mà nó chạm đất đó, nó tiếp giáp với mặt đất, thì cái đó ekakata thôi, nhất hành. Nhưng mà chính cái nhất hành đó nếu mà chúng ta biết phát huy thì nó trở thành samadhi, là định ở trên, trụ ở trên cảnh địa ngục. Cái này nhớ qua thư vị. Nếu mà chúng ta biết phát huy tâm trụ ở trên đề mục dài dẳng, mạnh mẽ, thì nó có cái đó gọi là sức mạnh định lực
Và cái sức mạnh này nó đặc biệt lắm. Có thể là đạt đến thiền chứng, thần thông hay là đạo quả. Trong cái việc chúng ta tu tập, cái bước sơ khởi gọi là bước chuẩn bị, chúng ta cũng phải tu tập về định lực. Nhưng mà cho đến khi mà vượt qua để đạt đến cái trạng thái Upacara Samadhi là tận định đó, thì thưa quý vị, là vị hành giả đã cận kề với đích điểm của cái việc tu tập Apana Samadhi, là kiên cố định hay là an chỉ định. Cái này chúng ta cũng cần phải học chú ý. Chúng ta đừng nghĩ rằng là thôi thì bây giờ mình đang học về thắng pháp mà mình phải bỏ qua một bên cái ý nghĩa tu tập đi. Nếu như vậy cũng không có đúng lắm. Chính vì chúng ta đang học, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này và chúng ta trú vào trong cái pháp để chúng ta có thể thực hành ngay. Thì như vậy nó tạo cho mình một cái tiền đề. Khi mà chúng ta cần đó, chúng ta tu tập dễ lắm thưa quý vị. Chúng ta đang học thắng pháp đó, trong cái mùa đại dịch. Mà nếu mà người nào nhắm mắt lại và nghe trình bày vậy thì chúng ta tự an trú trong pháp đó, nó bén dạy đó thưa quý vị. Chút xíu nữa hết giờ học rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta áp dụng để phát triển về tính tấn niệm định tuệ, làm cho cái tâm được an trú, được tu tập cách vững chắc. Cái thì như vậy cũng hay lắm chứ quý vị, chứ đâu phải chúng ta học bữa nay chúng ta chờ cho đến khi mà học trước, học thắng pháp trước để dành đó. Năm ba năm sau, 10 năm sau, chừng nào hết mùa dịch rồi, hết Covid rồi đó, thì tôi mới bắt đầu áp dụng tu tập. Hay là qua cái thời trẻ rồi, lúc già mới áp dụng tu tập, thì không kịp nữa đâu thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi nói để quý vị, chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta cũng có thể nhận hiểu được một phần, là khi mà chúng tôi trình bày cái này đó, là chúng tôi cũng trình bày bằng cái tâm quyết mà chính bản thân chúng tôi giảng bài, không phải chỉ để giảng cho có, cho hết thời gian, mà chúng tôi muốn gửi gắm quý vị tất cả những cái gì mà cái khả năng hiểu biết và phải tu tập vào trong đó. Cho nên các vị cũng phải chú ý gì. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái khả năng hay là cái sức mạnh thứ năm, là tuệ quyền, tuệ lực. Nhìn thì giá bình nhà phá lắm. Thông thường thì cái tâm sở trí tuệ nó chỉ có ý nghĩa là nó hiệp trợ trong cái tâm tình hảo nào để làm cho cái tâm tình hảo đó nó biết cảnh một cách sáng suốt vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta cô động cái ý nghĩa trí tuệ ở trong cái pháp môn tu tập đó, thì ở đây chính là
cái khả năng trí tuệ thẩm sát về cái đặc tính của pháp hữu vi. Mà trước tiên đó là cái trí tuệ thẩm sát này là chúng ta phải ghi nhận cho được cái thân này, cái gì là danh, cái gì là sắc. Pháp hữu vi nó chỉ gồm có ngũ uẩn là danh sắc, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc đó là sắc uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức bốn uẩn đó thuộc về danh. Chúng ta ghi nhận cái đó trước bằng cái trí tuệ. Rồi kế đến là chúng ta, cái vị hành giả cần phải có cái trí tuệ thẩm sát, nghĩa là biết được cái duyên sanh ra danh sắc như thế nào của lời. Hiển duyên tuệ, hiển duyên danh sắc tuệ. Rồi sau đó đó là mới thẩm sát về cái đặc tính danh sắc của mình, nó có duyên sanh, có duyên diệt. Cái gì sanh diệt nó là vô thường, anh nói chắc vô thường khổ và vô ngã. Mà hãy tuệ quán càng đi sâu nhiều chừng nào đó thì bắt đầu cái tâm lý của chúng ta, tâm lý của người hành giả có cái sự thay đổi rõ ràng. Ngày hôm qua hôm kia mới là người, còn là người lạc quan yêu đời, tham đắm đối với danh lợi. Nhưng mà khi có trí tuệ thẩm sát được cái đặc tính của danh sắc ngũ uẩn là vô thường khổ đau vô ngã, thấy cái pháp hành, cái pháp hữu vi là nguy hiểm, cảm thấy sợ hãi, nhàm chán và muốn thoát khỏi cái pháp hữu vi đó, rồi đi đến cái chỗ là cái tâm vững dưng, bắt đầu vững dưng đối với pháp hữu vi, tức là hành xả tuệ sankharavik hay khayana. Rồi đi đến cái núi lô má nhà ná, tức là thuận thứ tuệ, rồi chuyển tộc tuệ vô tra phu nhà ná, rồi bắt đầu cái trí tuệ xuất khỏi minh sát, vô tra phu là xuất khỏi minh sát, bắt đầu chuyển qua cái trí tuệ đạo mắc cái nhà ná, là đoạn trừ phiền não, rồi qua tuệ quả, tức là một trí tuệ đặc biệt là làm cho thanh tịnh phiền não. Ở đây chúng ta phải nhớ trí tuệ trong tâm đạo gọi là khái di nhà ná, là trí đoạn trừ, hay là đoạn tận trí. Rồi trong tâm quả siêu thế đó, thì cái trí đó được Anupade Nhana, tức là vô sanh trí, làm cho phiền não đã đoạn trừ, nó vĩnh viễn không có sanh được nữa. Thì trí tuệ nó phải, trí tuệ trong minh sát nó phải qua nhiều cái công đoạn như vậy thưa quý vị. Mà khi nhắc đến trí tuệ thì chúng ta nhớ như thế này. Một là cái khả năng của trí tuệ đó là nó sâu sáng, nó giúp cho các pháp đồng sanh được hoạt động
rõ ràng. Cũng giống như chúng ta đi ở trong đêm mà trên đoạn đường mà có cầm theo cái cây đuốc hay cái đèn pin đó, là chúng ta đi trong ánh sáng. Và cái sức mạnh của cái trí tuệ đó là chọc thủng cái bóng đêm, cái bóng tối, là cái sự vô minh. Bởi vậy cho nên khi nói đến tuệ quyền, tuệ lực ở trong cái pháp giác chi, pháp giác phần, thì chúng ta phải hiểu rằng chính cái trí tuệ này nó mới giúp cho chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Và nếu mà chúng ta hiểu cái nghĩa bình thường, giống như chúng ta định nghĩa ở trong sách vở, thì tính tấn niệm định tuệ nó không thành là cái pháp giác phần, không thành pháp giác phần, mà chúng ta chỉ trả bài cái chi pháp thôi, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta tu tập là ngũ quyền ngũ lực, là chúng ta phải có đủ nhưng mà chúng ta có đủ như vậy đó, chúng ta cũng phải nhớ rằng trong cái việc tu tiến pháp quyền lực này, năm cái pháp quyền lực này nó phải được quân bình với nhau. Bởi vì nếu mà nó trên lệch thì nó sẽ dẫn đến tác dụng nghịch. Có hai cái hình ảnh thí dụ. Vị nào mà sống ở dưới miền Tây sông nước đó, quý vị cũng biết rằng ngồi mọi người đi ở trên chiếc xuồng, thì ngồi phải cho đều nhau chứ. Nếu mà ngồi ở bên mạng xuồng phía bên tay phải hết thì nó sẽ lật, hoặc phía bên ngồi phía bên mạng thuyền ở bên tay trái, mạng xuồng bên tay trái, nó cũng sẽ nghiêng lật. Cho nên phải ngồi ở giữa để cho cái chiếc xuồng đó nó nổi trên mặt nước, hai bên mạng thuyền, mạng xuồng mà nó nổi lên trên mặt nước đều nhau, nước nó không có tạt vào, nó không có bị chìm. Đó là cái thí dụ thứ nhất về cái sự quân bình. Còn thí dụ thứ hai, thưa quý vị, khi mà người ta lên trên máy bay, chiếc máy bay mà chở người đi, trừ phi là máy bay lớn, còn máy bay mà nhỏ như máy bay du lịch chẳng hạn, người ta cũng phải cân cái trọng lượng của hành khách. Người nào có trọng lượng nặng thì ngồi ở đâu, nhẹ ngồi hai bên, ngồi ở phía sau, nặng thì cho ngồi ở phía trước. Để chi? Bởi vì theo cái thế vật lý, khi mà bay mà nó cắm đầu xuống và nó nhổng cái đuôi máy bay lên đó, thì dễ bay hơn là nó nặng cái đuôi, hoặc là nó nghiêng bên thì bay cũng không có chính xác được. Chỉ là cái chuyện thông thường thôi mà phải có cái sự cân bằng, muốn chi được cái việc tu tập. Ở đây nó tác dụng nghịch là như thế này, giữa tính và trí, tính quyền, tuệ quyền phải quân bình với nhau.
Nếu mà đức tin vượt trội hơn trí tuệ thì nó sẽ dẫn đến cái niềm tin mù quáng. Còn nếu trí mà vượt trội hơn đức tin thì dẫn đến cuồng tri thức hay là hoài nghi đủ điều. Trong cái việc mà tu tập, thưa quý vị, người mà phát huy cái thế mạnh của trí tuệ nhiều quá thì lúc bây giờ tâm bắt đầu nó hoang mang. Do đó cho nên cần phải có cái tính quyền, tính lực, tức là nhờ cái đức tin đó nó đằng xuống để cho nó êm, nghĩa là trí tuệ vừa phải thôi. Rồi cần với định, cần quyền với định quyền đó, tấn quyền với định quyền, hai cái pháp này phải quân bình với nhau. Nếu mà cần vượt trội hơn định đó thì dẫn đến phóng dật tâm lao chao. Bởi vì ngồi mình gồng, mình gồng sức, mình ép phải niệm vân vân, cần mạnh quá đó thì nó làm cho bị phóng dật tâm lao chao. Và nếu mà định vượt trội hơn cần á, thì dẫn đến thủy miên ngũ ngục. Cái trường hợp này là vị hành giả bắt buộc phải có cái sự kinh nghiệm bản thân rồi, phải kinh nghiệm bản thân. Giống như là khi mà quý vị ngồi cầm lái của cái chiếc xuồng tam bản, mà hễ mọi người mà xuống ngồi đó, cái người cầm lái đó, họ phải chỉnh. Anh này ngồi qua phía bên phải một chút, chị này ngồi phía bên trái một chút xíu, anh này mập thì ngồi lui ra sau lái một chút để cho cái đầu xuồng nó được cất lên. Chứ nếu mà cái anh mà mập khỏe nặng ký mà cho ngồi trước, nó ghiền cái mũi xuồng xuống, mũi tam bản xuống là không thể nào chèo, không thể nào bơi đi tới được. Cho nên phải biết gì. Còn niệm quyền với niệm lực thì hai cái này đó thì không có tác hại gì khi nó vượt trội. Bởi vì không có cái chuyện mà niệm bị dư thừa. Ở trong ngày ở trong sách Thamas Lotika, ngài có nói đến cái vấn đề này. Khi mà cái vị tu tập á, chính niệm nó giám sát cái sự phát triển của những cái pháp quyền khác, niệm nó sẽ ghi nhận tính và trí có quân bình nhau hay không, hay là cái này nổi trội hơn cái kia nổi trội hơn cái này. Niệm, chánh niệm nó sẽ ghi nhận cái đó, nó giám sát biết. Chánh niệm cũng ghi nhận được cần và định nó có quân bình chưa, hay là cần vượt trội hơn định, hoặc là định vượt trội hơn cần. Cái anh chàng chánh niệm đó là anh đứng anh giám sát bốn pháp kia. Do đó cho nên niệm thì lúc nào nó cũng đứng ở ngoài để nó giám sát hai cặp đó, hai cặp pháp đó. Khi mà chúng ta biết rõ được, như là chúng ta nhìn biết rõ được các pháp giác phần, như chúng ta nhìn cái chỉ tay ở trong cái bàn tay của chúng ta đó, thì cái việc mà tu tập nó không phải là khó, thưa quý vị. Chỉ sợ con cái nè, chúng ta học không đến nơi đến chốn, hay là chúng ta biết những cái không đáng biết, cứ lo tìm hiểu những cái không đáng tìm hiểu, bâng quơ gì. Quý vị nhớ, biết những cái không đáng biết đó là cái dấu thứ nhất. Những cái đáng biết lại không biết là cái dấu thứ hai.
Cái điều đó đáng biết mà biết không rành, nghĩa là học qua loa, học sơ sơ thôi, đó cũng là cái dốt thứ ba. Cho nên trong cái việc học chúng ta phải chú ý chỗ này. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày quý vị cái pháp ngũ quyền ngũ lực, cũng được một giờ rưỡi đồng hồ, còn 30 phút nữa chúng tôi xin dừng lại ở đây để thỉnh chư tăng quan hỷ giúp cho cái phần thảo luận. Thú thật với quý vị là từ đây đến Tết không biết là nó chỉ còn có 20 mấy ngày nữa thôi, nhưng mà sức khỏe của chúng tôi thì ngày nào hay ngày đó tự nhiên muốn sốt thì sốt, muốn mát thì mát, nó muốn khỏe thì khỏe, muốn mệt mỏi thì mệt mỏi. Chúng tôi không biết là có sống được Tết hay không nữa. Cho nên chúng tôi ngày nào mà chúng tôi có sức mà vào để giảng pháp được phụ tiếp với chư tăng thì chúng tôi vào. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại điều học cho phần thảo luận. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, con thỉnh thượng tọa giác đẳng cầm mít ạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát và đường truyền của thượng tọa giác đẳng. Có vấn đề và cảm ơn Phong Lan. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được không ạ? Dạ. Dạ, xin thỉnh thượng tọa tu sĩ suy nghĩ. Thưa quý vị, thì giờ còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp theo lời của thượng tọa tu sĩ để chúng ta ôn nhắc lại về ngũ quyền của ngũ lực. Chúng tôi muốn đầu tiên nhắc quý vị là khi mà chúng ta nói về các pháp trong giác phần hay là trong những pháp tương đập thì chúng ta nói trong một cái phạm vi có tính cách hơi chuyên biệt hơn. Ví dụ như khi mà chúng ta học về các tâm sở hay các thuộc tính của tâm thì chúng ta nói về những trạng thái tính cách vĩ mô, nhưng mà khi chúng ta nói về những cái trạng thái đó trong cuộc sống hàng ngày thì nó mang một ý nghĩa khác, mà chúng ta nói ở trong cái phạm vi là giác phần hay là tương tập thì mang một ý nghĩa khác. Chúng ta lấy định là một thí dụ, tất cả tâm đều có định, mà trong ý nghĩa vĩ mô định nó chỉ đơn giản là sự tập trung, dạ, sự tập trung. Và rồi định ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta có, như là mình học bài hay mình làm việc thì nó đi theo một cái trạng thái rất là chăm chú, mình chăm chú cái gì đó thì mình tạm gọi đó là một phạm vi rộng hơn một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến định mà ở trong sự tu tập đó, và đặc biệt trong pháp hành đó, thì cái định đó đó nó phải là một cái sự tập chú mà nó có khả năng đủ
để chúng ta không còn đi rong đi lang thang chạy đuổi theo chỗ này chỗ kia nữa. Thành ra cái định nó nói trong một phạm vi rộng khác. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến năm pháp tính tấn điềm định huệ đó, thì chúng ta nên hiểu năm pháp này ở trong, ở đây chúng ta nói về ở trong một cái trường hợp đặc biệt là sự tu tập, hay là chúng ta đang cố gắng phát triển cái gì đó. Thứ nhất là cái gọi là tính. Chữ tính ở đây đó là một cái chữ mà rất là dễ làm cho chúng ta hiểu sai. Nếu quý vị nào có học tiếng Anh thì quý vị biết là cái niềm tin đó, cái lòng tin đó, được chúng ta dịch từ cái nhiều chữ lắm. Ít nhất là có bốn chữ liên quan đến lòng tin, là mình nói là belief và belief. Ví dụ như mình tin rằng hôm nay là ngày tắm nước, mình đi ra ngoài sẽ gặp xui, hay là con chó tự nhiên ở đâu hàng xóm đến nhà mình cảm thấy mình hên, và tự nhiên buổi sáng mà mình gặp một cái chuyện gì đó trên đường thì mình nghĩ là hên hay xui, cái đó gọi là belief. Rồi cũng cái chữ niềm tin đó, người ta có cái chữ gọi là trust. Trust là tin tưởng. Ví dụ như mình ở gần ai đó mà mình thấy người đó họ có cái khả năng hay có lòng thành tín, mình tin tưởng. Rồi chúng ta cũng nên niềm tin đó, chúng ta nói tới faith. Faith tức là một cái niềm tin mà như là tin tưởng vào tôn giáo, hay là trong cái cuộc sống con người, mà nghĩa là mình có thể tin tưởng với nhau tại vì họ có giới hôn thú là vợ là chồng, là cái người mà mình có thể gọi là thân tín, có thể tin tưởng được, và có thể tin tưởng được cái faith khác. Mà trong tiếng Anh người ta có một cái chữ khác nữa là chữ confidence. Confidence là lòng tự tin. Giả sử như bây giờ mình nhảy xuống nước tắm, nhưng mà cái người mà không có confidence, không quen thủy tính đó, họ nhảy xuống nước đó, thì họ luống cuống, họ sợ. Nhưng mà mình đã có lòng tự tin, mình biết lội rồi nhảy xuống nước thì nó nổi lên. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ tính đó, mà nói thật trong đời sống hàng ngày đó, có một cái chữ rất là đẹp để nói về chữ này. Mà cái chữ này cũng phải nói rằng cái người mà đã đem cái chữ này phổ biến rất là rộng đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cái chữ đó gọi là vững chãi. Chữ vững chãi. Tại sao gọi là vững chãi? Quý vị thấy rằng một cái người ít khi nói chuyện trước công chúng, nhưng mà khi mà người ta đã nói quen và làm việc cái thường xuyên đó, họ bước ra, họ cầm microphone lên đó, họ không có run, không có sợ, là bắt đầu họ có sự vững chãi. Hay hoặc giả là cái chuyện mình đi đường, mà quý vị biết là cái người mà không có quen lái xe, không có thảo đường đó, đi trong lòng nó hồi hộp phập phồng. Nhưng một người mà đã quen rồi đó thì họ có sự vững chãi, và tay lái họ rất là vững. Cái vững chãi đó là cái tiêu biểu cho cái gọi là tính, thể hiện tính. Và cái pháp thứ hai mà chúng ta gọi là tấn, để quý vị hiểu tấn ở đây thường định nghĩa là siêng năng. Nhưng mà thật ra chữ siêng năng nó không hẳn là tấn đâu. Cái quan trọng chữ tấn đó là quyết tâm. Và quyết tâm ở đây là gì? Quyết tâm ở đây là thấy cái gì cần phải bỏ, cái gì cần phải sửa, cái gì cần phải tránh thì mình bỏ, mình sửa, mình tránh. Thấy cái gì cần phải làm, cần phải có, cần phải bảo trì. Ví dụ như là bây giờ chúng tôi làm trụ trì ở trong một ngôi chùa, mà chúng tôi thấy cái máy này thì mình tìm cách mình sửa. Tại vì sao vậy? Mình biết rằng một khi mà mình để nó dột lâu quá đó, thì mình sẽ chi một số tiền rất lớn và có thể nó làm hư hỏng nó rất là nhiều. Thành ra khi một cái vị trụ trì mà hiểu biết công việc rồi, có những điểm cần phải sửa cấp thời. Hay hoặc giả là chúng tôi đi ra ngoài thấy nước nó chảy, dụng vì ống nước bể, chúng tôi thể vào nằm ngủ được. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nếu mà mình nằm ngủ á, mình không có động đến đó thì nước nó chảy quá nhiều và cái bill điện nước mỗi tháng nó sẽ tăng rất là nhiều. Tại vì ai cũng biết là nước nó leak thì nó sẽ nhiều. Thì như vậy đó, cái gọi là tấn đó, là một sự quyết tâm đối với một cái nhu cầu cấp thiết, và mình thấy rằng nó có cấp thiết hay không, bởi vì cái
cái gọi là tấn á, nó là một cái pháp đi chung với cái pháp gọi là không giải đãi. Mà bên Nam Tông á, các vị Phật tử thì gọi là không dễ vui, không dễ ngươi. À, mình thấy cái chuyện đó cần phải làm. Đức Phật ngài dạy rằng một cái nhà nông á, khi mà cái chuyện mà thấy mưa xuống biết là thời điểm cần phải cài thì cài liền, chứ không có ầu ơ chứ dầu được. Mà khi nào cần phải gieo mạ liền, cần phải cho nước vào ruộng thì cho nước vào ruộng liền. Tại vì mình thấy đó là nhu cầu cấp thiết. Thật ra cái thái độ của tính đó là con người có cái quyết tâm. Dạ, cái quyết tâm mà trong cái quyết tâm đó, đó nó tạo ra những cái phó sản khác đó, là không có dễ ngươi, không có giải đãi, không có lơ là, không có ơ hờ. Dạ, mà quý vị thấy trong đời này có những người đó họ có sự quyết tâm, có những người sao không quyết tâm. Cái đó chúng ta gọi là tấn. Chữ niệm á, là gì? Niệm là sự tỉnh táo. Niệm nó còn có một thứ khác gọi là bám sát với thực tế. Và niệm có nghĩa là bén nhạy. Nếu tính á, là sự vững giải, tấn là sự quyết tâm, thì thưa quý vị, niệm là sự bén nhạy. Sự bén nhạy là nghĩa là gì? Nghĩa là trong cuộc sống á, có những người họ sống với một thái độ là cái tâm thức của họ nó rơi vào trong cái trạng thái gọi là cùng lục. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ sống ở trong nhà đó, đồ đạc đem xài quăng này quăng chỗ kia, rồi có những thứ nó hư mà mẹ thì đi, lúc ông thân phụ chúng tôi mất rồi, mẹ đi buôn bán cực khổ. Mà ở nhà anh chị em có nhiều khi lo đi học hay lo chuyện này như không để ý, thì mẹ hay đầy nói là con gái gì ở trong nhà mà cái được không biết thì không hay, tức là cái chuyện gì cũng không để ý trong nhà, gọi là lơ là. Cái đó gọi là không có niệm. Nhưng một người mà có niệm rồi đó thì người đó bén nhạy với những gì đặc sĩ. Nói một cách khác đó, là niệm là cái khả năng bám sát với thực tại. Quý vị thấy không, là một cái người làm ăn buôn bán kể một công ty mà không có nắm được thị trường, không có bám sát được khách hàng và không có bám sát được công việc đó, thì những người đó đó lại lâu ngày á, họ bị đào thải, công ty nó bị đóng cửa. Tại vì sao vậy? Họ không có ý thức được cái gì đang xảy ra. Bởi vì khi mà người Tây Phương đó họ nói rằng cái một ở trong những cái chuyện quan trọng của xã hội là làm thống kê, là mình biết về cái xã hội, biết về thị trường. Mà cuộc sống của hành giả đó thì cái khả năng mà bám sát với thực tại là khả năng quan trọng. Chúng ta thường ích kỷ lắm. Chúng ta không biết mình đang thở vô, không biết mình đang thở ra, không biết mình đang vui, không biết mình đang buồn, không biết là cái tâm của mình nó đang định hay đang phóng dật, chúng ta không biết. Cái đó là chúng ta không có cái khả năng bám sát với thực tại, tức là thiết cho thiết niệm. Định là gì? Định á, được hiểu là cái khả năng bám trụ, không có bị lôi kéo, không có bị chi phối. Nó tương tự bây giờ, thưa quý vị, một cái đứa nhỏ học á, mà nếu nó ngồi một chỗ đúng một giờ mỗi ngày vào một chỗ đó, nó tập trung nhiều hơn. Rồi nếu nó vừa học mà còn nghĩ đến gọi bạn bè, nghĩ đến coi tivi, nghĩ đến tâm đi chỗ này kia thì không có làm được việc. Cái quan trọng của định không phải là cái gì nó tập trung vào, chú vào. Mà cái quan trọng của định là nó đừng để bị lôi kéo nhiều quá. Khi mà con người mình nó lớn rồi đó, khi mình lớn mà đủ cái sự trưởng thành rồi, thưa quý vị, mình tập trung mình làm việc gì rồi, không vì những việc khác lôi kéo mà mình bỏ chuyện đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình có cái sức để chống lại sự chi phối. Thì cái đó, chống lại sự lôi kéo đi, chúng ta gọi đó là định. Tuệ là gì? Tuệ là cái khả năng thẩm định. Dạ, khả năng thẩm định. Cái thẩm định mà chúng ta gọi là logic, thẩm định mà chúng ta gọi là nhân quả, thẩm định mà cái mà chúng ta gọi là mình thấy được cái sự liên hệ giữa cái nhân và quả, giữa đầu mối này và đầu mối kia. Ví dụ như bây giờ quý vị ra gặp bác sĩ, tại sao bác sĩ họ hơn mình? Mình nói mình nhức đầu thì bác sĩ cũng thấy mình nhức đầu, cũng ghi nhận mình nhức đầu đó. Nhưng mà cái công việc của bác sĩ là gì? Là tìm nguyên nhân tại sao mình nhức đầu. Hay là mình bị đau chỗ đó thì bác sĩ coi mình đau thế nào và nguyên nhân nào bị đau. Cái nhìn vấn đề mà biết được cái gốc, biết được cái nguyên nhân, biết được cái ngọn ngành, thì cái đó chúng ta gọi là trí tuệ. Thành ra định là khả năng
Tuệ là khả năng thẩm định. Thì bây giờ chúng ta tạm hiểu là tính là sự vững chãi, tấn là sự quyết tâm, niệm là sự bén nhạy, định là sự tập chú, trung thành, kiên định, và tuệ là khả năng thẩm định, khả năng nhận xét, khả năng phán đoán tốt. Sau khi chúng ta biết rõ năm cái điều này đó, thì chúng ta trở lại cái ý nghĩa về quyền và lực. Chức quyền này đôi khi một số các vị ngày xưa, đặc biệt là ngày Huyền Trang, ngày cũng dịch là Căn, dạ, ngày dịch là Căn, cái chức quyền ở đây đó, nó một số các cái học giả Tây phương gọi dịch là faculty, dạ, faculty. Chúng ta tạm đại khái nói như vậy, thứ gì là chúng ta vào trong một công ty là mình phải biết là việc nào nó nằm ở cái cơ quan nào. Thí dụ như có những điều mình muốn biết đó, nó liên quan đến tiếp tân. Có những điều biết mình muốn biết liên quan đến tài chính, nó điều mình biết liên quan đến khách hàng là mình phải biết rõ. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nó cũng có nhiều cái cơ phận như vậy. Và trong đối với hành giả tu tập đó, thì hành giả nên hiểu rằng có năm cái nền tảng mà mỗi người chúng ta đều cần có hoặc là nặng và nghiêng về. Có những người đó, họ có cái nền tảng rất tốt về về tấn, cái đó mình phải biết. Quý vị để ý thấy rằng như chúng tôi ở chùa, chúng tôi thấy có một đạo hữu hai vợ chồng đó, quý vị chỉ cần ở chung với hai vợ chồng đó một ngày là quý vị biết là quý vị chuyên về siêng năng. Họ siêng năng lắm, chuyện gì cũng làm hết, chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng mà làm bằng sự siêng năng. Dạ, có những người đó họ được cái lợi điểm là trong cuộc sống của họ đó, cái sự cái mà chúng ta gọi là cái họ dồi dào cái năng lượng, dồi dào cái nghị lực, và họ không quen với làm biết, lúc nào cũng là quen. Có những người đó thì nặng về tính, có những người nặng về niệm, có những người nặng về định, có những người nặng về tuệ. Đây là những cái cơ sở, những cái nền tảng, những cái căn tính, những thế mạnh và thế yếu mà mình phải biết. Giống như mà chúng ta nói rằng dạ, tri kỷ, tri vĩ, bách chiến, bách thắng, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Cái mà biết ta ở đây đó là một hành giả khi bắt đầu vào tu tập đó, thì mình nên nhớ là chính những cái tính tấn điềm định huệ, hoặc mạnh hoặc yếu, nó là cái vốn liếng của mình, nó là sở trường và sở đoản của mình. Không có một người tu tập nào mà bắt đầu mà không biết sở trường sở đoản mình mà làm hết. Tại mình biết cái đó mình có mạnh hay không. Giống như thưa quý vị, chúng ta đi làm ăn buôn bán, quý vị mở ra cơ sở mà quý vị giỏi về vấn đề quản trị, thì quý vị cần một cái người mà có nhiều sáng kiến. Mà quý vị là nhiều sáng kiến mà quý vị không giỏi quản trị, quý vị cần người quản trị. Mà quý vị giỏi về quản trị, giỏi về sáng kiến mà quý vị không giỏi về giao tế, thì mình cần một người chuyên về PR. Tại vì sao vậy? Tại vì mình phải biết cái nào là cái chỗ yếu của mình, cái chỗ nào chỗ mạnh của mình. Hãy cái chỗ mạnh của mình phát huy nó, mà cái chỗ yếu của mình đó thì mình phải tìm người khác để bổ túc vào. Thì cái quyền ở đây, mà cái quyền, cái indriya dịch là quyền, dịch là căn, ở chúng ta thời dịch cái chữ rất hay, chỉ faculty rất là hay. Chúng ta gọi là một cái cơ sở hay một cơ quan hay một cái cơ phận, một cái bộ phận. Và những điều đó đó nó giúp cho hành giả biết là nên làm cái gì đó. Thí dụ như là có những người vào tu mà họ tu tập không có tiến bộ nhiều, tại vì họ thiếu đức tin, họ thiếu niềm tin, họ sống quen là tối ngày lo đọc sách, lo lý sự, bây giờ ngồi thiền, vào ngồi thiền, họ không có niềm tin. Chính bản thân của họ phải biết, thì họ muốn nâng cao niềm tin là gì? Đó là họ phải có một cái quan hệ tốt hơn với vị thiền sư, với vị thầy, để tìm thấy một cái sự khích lệ về niềm tin. Họ thường nên tụng kinh, họ thường nên lễ lại bái sám là gì, để tăng trưởng lòng tin của họ. Nhưng mà bây giờ một người họ có rất nhiều lòng tin, họ vào trong trường thiền mà tối ngày biểu họ tụng kinh theo cái thiền nó dư thừa, trong khi đó những người mà
luôn luôn sống bằng cái niềm tin đó, thì họ lại cần đến một thứ khác, đó là họ cần nghe pháp. Tại nghe pháp nó quân bình lại họ. Chúng ta nói như vậy là ở trong những cái buổi tu tập, các vị thiền sư thường hay thuyết pháp là bởi vì phần lớn, nhất là những người nữ, phần lớn đó, đi vào trong trường thiền bằng cái niềm tin thôi. Nhưng mà khi chúng ta niềm tin thì chúng ta cảm thấy rằng như vậy là đủ rồi, như vậy là xong rồi. Thật ra không phải. Có những lúc cái niềm tin nó là một lẽ, nhưng mà chúng ta có cái khả năng bén nhạy để phân tích, để đem vấn đề ra. Quý vị như là bây giờ quý vị có niềm tin là Phật pháp là hay, Phật pháp tốt, chỉ cần nói một câu là biết rồi. Nhưng mà không đủ, chúng ta phải đem ra để mổ xẻ, đi chia sẻ. Và khi chúng ta mổ xẻ, chúng ta phải đặt lại câu hỏi, đặt lại vấn đề. Thì như vậy đó, nếu chúng ta chỉ có niềm tin không mà chúng ta nghĩ là đủ không, chúng ta phải có trí tuệ. Mà đồng thời có nhiều người rất là lạ, thưa quý vị, là khi mà đi vào trong trường thiền tu tập, gánh nước thì sẵn sàng, quét chùa thì sẵn sàng, thức khuya dậy sớm thì sẵn sàng, nhưng mà gọi là sống một cách nhẹ nhàng, với chánh niệm, thường xuyên quan sát mình đang làm gì, theo dõi hơi thở, thì họ không có. Tức là họ có, họ không có niệm, thì không có niệm. Cái đó là cái mà mình phải biết. Thật ra khi mà chúng ta nói về ngũ quyền đó, thì cũng tính tấn niệm định huệ tuệ. Nhưng mà chúng ta nói về cái cơ sở, cái căn cơ, cái nền tảng mà chúng ta có. Và ở đó, đó chúng ta phải hiểu cái gì là ưu điểm, gì nhược điểm của mình. Nó giống như là hồi trước mà chúng tôi thời gian đầu mà xài computer đó, thì người ta nói rằng cái nhanh của computer đó nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không phải tùy vào cái chip. Người ta nghĩ có cái chip đó, cái processor đó là đủ nhanh. Ví dụ như hồi đó chúng ta nghe nói là ATXT hay là 386, 486, v.v. Cái chip đó là một lẻ. Nhưng mà rồi cái gì nữa? Cái RAM. RAM nó ít hay nhiều? Hoặc giả sau cái RAM đó, nó còn có cái hard drive nữa. Nếu mà quý vị muốn computer nhanh mà cái hard drive nó chậm quá hay RAM ít quá, nó không có nhanh được. Thì ở đây chúng ta nói rằng tính tấn niệm định huệ nó đều có một cái ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hết. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào con đường pháp hành đó, thì ngoài cái sự nhận xét của các vị thiền sư, thì bản thân của mỗi người phải hiểu là vấn đề nằm ở tại đâu. Chúng tôi lấy ví dụ là đa phần các nhà sư mà có cái trình độ pháp học tốt ấy, thì các vị có tuệ tốt, nhưng mà niệm các vị rất là dở. Niệm rất dở. Thí dụ như vậy, là mình nói pháp thì hay, mình phân tích thì hay, nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình quên trước quên sau, mình đi mình không nhớ, mình làm ngày kia không nhớ, thì mình nên hiểu cái tuệ căn hay tuệ quyền mình mạnh, nhưng cái niệm căn hay niệm quyền mình nó yếu. Cái đó là cái mình phải biết bổ túc. Hay hoặc giả, thưa quý vị, là có những người đó họ lại rất nặng về định, và họ rất là chuyên về định, do họ có đặng tiên luyện tập chú như vậy đó, đôi khi cái trí tuệ của họ cũng làm việc. Mà trí tuệ cũng làm việc á, thì con người chúng ta lâu ngày đó, mình trở nên cùng lục, mình không có còn đủ cái khả năng để nắm vững cái gì mình đang làm nữa. Nên chi tính tấn niệm định huệ đều cần. Và một cái người tu tập là phải hiểu rằng trong những thứ đó đó, cái nào mình mạnh, cái nào mình yếu. Nếu mình yếu cái nào, mình phải bổ túc cái đó. Và về điều này đó, thì chúng tôi thưa rằng mình phải hiểu một cái chiến lược là ngày xưa đó, người ta có quan niệm rằng cái bình đẳng gọi là xã hội vô sản, tức là để bình đẳng xã hội, tất cả mọi người đều nghèo hết mới gọi là bình đẳng, không phải vô sản là bình đẳng đâu. Cái xã hội bình đẳng á, là cái xã hội mỗi người đều có cái cơ hội để làm ăn, đều có cái cơ hội để tiến bộ mới gọi là bình đẳng. Còn nếu mà bây giờ mình tịch thu hết, tịch biên hết tài sản, người giàu ra thành nghèo hết, thì xã hội đi xuống nghèo bạc rệt. Chúng ta nhớ thời kỳ bao cấp ở Việt Nam đó. Thành ra ở đây không có nghĩa là mình áp đảo những thiện pháp, không có nghĩa là mình chặt bớt những thiện pháp, mà khi mình ghi nhận là mình có những cái chỗ nào thiếu. Thí dụ như là mình học nhiều quá, nghi pháp học nhiều quá đó, mà mình thiếu niệm, bổ túc niệm. Mình chuyên về vấn đề định mà mình thiếu niềm tin, mình bổ túc niềm tin. Những cái đó mình phải biết cách bổ túc. Và rồi quý vị nên nhớ một điểm như vậy, là
năm pháp này đã tính tấn niệm định huệ đó, nó không nhất thiết nằm trong cái khuôn khổ của tôn giáo hay là của Phật pháp. Thí dụ chúng tôi nói chữ tính thì đa phần quý vị nghe chữ tăng giảng đó là niềm tin ở Tam Bảo, tin ở Phật pháp, tăng nhân quả, vân vân. Thật ra đó, quý vị có biết rằng có rất là nhiều các vị đạo sĩ, có rất nhiều người đã tập chứng thiền mà lúc đó Phật pháp chưa ra đời, nhưng mà trong cái sự tu tập thiền chỉ để đắc sơ thiền, tam thiền, tứ thiền thì cũng cần có tính tính niệm định huệ. Và cái tính đó, cái tính mà họ nói không phải là cái tính ở Phật pháp tăng hay tính ở nhân quả, mà nó là một sự vững chãi cần thiết ở trong sự thực hành. Thành ra chúng ta thường hay nói cái gì đó nó mang tính cách là nó mang cái màu sắc của tôn giáo, nhưng mà ở đây những cái pháp gọi là giác phân này đó, nó đặc biệt nghiêng về một cái yếu tính đó, đó là làm sao một cái guồng máy được vận hành tốt. Dạ, vận hành tốt thì cái bộ phận này, bộ phận kia, bộ phận nó phải tốt. Thành ra chúng ta nên hiểu nó có tính cách như là một cái nguồn máy, hơn là chúng ta hiểu nó mang nặng cái màu sắc của tôn giáo tín ngưỡng ở đây. Bây giờ chúng ta nói về năm lực thì cũng nói về tính, cũng nói tấn, cũng niệm, cũng định và cũng tuệ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến năm lực, năm cái sức này đó, thì chúng ta nên hiểu đó là bất cứ ai tu tập lâu đó đều nhận ra một điều rằng người tu tập phải dùng đến cái nội lực hay là cái sức mạnh nội tại đó để áp đảo bất thiện pháp, để kiên nhẫn đi tới, để duy trì cái sự tu tập của mình, và mình có phát huy được sức mạnh đó hay không. Dạ, nó giống như là bây giờ mình ra đời mình làm việc thì người ta nhắc mình như vậy là mình nên biết cách để phát huy cái sở trường của mình. Một cái người mà hát không giỏi mà đi đâu cũng cầm microphone đòi hát hò, mà họ nghĩ rằng họ đã phát huy cái năng lực thì người đó sai, tại vì họ không hiểu cái sở trường của mình. Ví dụ bây giờ thưa quý vị, chúng tôi không có biết nhiều về xây cất, nhưng mà rồi chúng tôi ngồi xuống nói thì gọi tỷ siêu, chúng tôi chỉ gọi tỷ siêu là nên xây cất kiểu này, xây cất cột thế này, kèo thế kia, thì cái chữ ấy chết rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái lực của chúng tôi không nằm ở đó, chúng tôi không có rành về xây cất, mà thường gọi là chuyên về xây cất, mà chúng tôi nói như vậy không có đúng. Thành ra khi một con người sống ở trong rừng, trong núi, trải qua rất là nhiều cái thử thách, bất cứ người tu tập nào, thưa quý vị, mỗi ngày thức dậy đều phải đối diện với những thách thức trước mắt hết. Cái sự tu tập pháp hành nó như vậy là khi mà mình tu tập đó là mình không có đặt mình ở trong cái môi trường được chăm sóc, được lo lắng, được mọi thứ, mà một cái người tu tập nó giống như một chiến sĩ ra trận. Và người chiến sĩ ra trận đó luôn luôn phải hiểu rằng cái gì là sức mạnh của mình, sự trang bị là sức mạnh của mình, và cái sự tiếp liệu của hậu cần, thực phẩm là sức mạnh của mình, chỉ huy là hậu cần, chiến lược là chiến thuật là sức mạnh của mình. Cái gì sức mạnh mình phải biết để mình ứng phó trong nhiều trường hợp, chứ chúng ta phải là một người mà sống ở trong nhà mà cái gì cũng có. Thành ra với một cái người tu tập đó, đôi khi cần phát huy những sức mạnh của mình. Chúng tôi nhớ là Hòa Thượng Hộ Giác á, ngày xưa Ngài có nói một điều là ở trong cuộc sống mình rất nhiều khi mình phải tin vào Tam Bảo, tin vào chư thiên, đừng có tính toán theo cái cách tính toán của người đời thường, mình tính toán không được. Cái đó là cách suy nghĩ bằng niềm tin, thưa quý vị. Bằng cái niềm tin nó cũng tốt, đôi khi chuyện đó nó vượt ngoài khả năng của mình. Tụng kinh cho nhiều thêm, nguyện cầu chư hộ trì cho mình, và cứ tin vào Tam Bảo. Và chúng tôi cũng nghe một vị sư, người anh là sư Amaro, sư có nói một cái giống như một câu thần chú trong đời sống của sư đó, là đôi khi trong sự tu tập gặp những cái khó khăn, gặp những điều không thuận lợi đó, thì sư luôn luôn nhớ câu mà Ngài Chân Cha Ngài dạy rằng ai hộ trì pháp thì pháp sẽ hộ trì người đó, mà sư lặp lại ai hộ trì pháp, pháp hộ trì người đó, và từ chỗ đó lấy được sức mạnh để vượt qua. Con người chúng ta rất là lạ là chúng ta có nhiều cái nội lực,
Và nội lực này đó rất là lợi lạc để chúng ta vận dụng trong những hoàn cảnh khó khăn để chúng ta đi tới. Nhưng mà chúng ta không biết vận dụng nội lực đó. Thì nội lực là cái gì? Nội lực đó là tính lực, là tấn lực, là niệm lực, là định lực, là tuệ lực. Đó là những sức mạnh. Thành ra khi mà chúng ta nói về ngũ lực có nghĩa là năm sức mạnh mà chúng ta có thể vận dụng được. Nó tương tự như là quý vị mà làm ăn sống ở bên ngoài, có người mạnh về có nhiều tiền vốn, có người mạnh về sự hiểu biết, có người mạnh về cái quan hệ công cộng, có những người mạnh vì có cái trình độ kỹ thuật cao hay là có cái bí quyết gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết vận dụng đúng chỗ thì chúng ta mới đạt được. Thành ra một cái người tu mà tại sao có những người tu cứ đẩy đưa mà không đi đâu hết, tại vì không biết vận dụng cái nội lực của họ. Nó giống như là câu chuyện ngày xưa mà chúng ta nghe Kim Dung kể trong Kiếm Hiệp chuyện Thiên Long Bát Bộ, là Đoàn Dự biết có học lục bạch thần kiếm ở chùa Thiên Long nhưng mà biết phát huy. Dạ, mình có học, mình có trong người đấy, nhưng phía phát huy thì lục bạch thần kiếm là những cái kiếm pháp ảo diệu mà cũng phải làm được. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta phải đặt trong người chúng ta một câu hỏi rằng mình có những cái năng lực nào, mình có những cái mạnh nào về tinh thần, về nội tâm mà mình có thể vận dụng, có thể phát huy trong nhiều trường hợp được. Trong sự khó khăn, ở trong cái sự kiên gan bền bỉ, ở trong cái sự vượt qua những thử thách, thì chúng ta phải có sức mạnh. Mà chúng ta vận dụng sức mạnh đó thì giống như là ngày xưa ta nói là con người chết trên đống thuốc. Tức là thuốc thì có đó mà không biết xài, không biết uống. Chuyện đó xảy ra rất là thường trong đời sống. Rất nhiều vị thiền sư tạo nên một cái thách thức cho các thiền sinh là đừng tiếp tục kỳ vọng vào sự hỗ trợ các vị thiền sư. Hãy quay trở về cái ẩm thất của bạn đi. Quay trở về ẩm thất đó, tìm lấy cái sức mạnh của mình để đương đầu với những khó khăn. Khóc cũng được, cười cũng được, làm gì cũng được, nhưng mà phải vận dụng lấy được sức mạnh của mình. Một trong những điểm mà đáng tiếc nhất của người tu tập hay của bất cứ ai sống trong cuộc đời đó là không vận dụng được sức mạnh nội tại. Mình có sức mạnh nội tại mình không vận dụng được thì giống như một người mà có tiền ở trong nhà mà không biết xài tiền, không biết tiền ở đâu, hay là cũng một người mà có bạn bè thân giúp đỡ và rút lúc hữu sự thì không biết gọi người ta đến người ta cứu mình. Mình phải biết được cái gì là cái lực, cái gì là cái năng lực để mình vận dụng đi tới. Thành ra khi mà chúng ta học về ngũ quyền và ngũ lực đó, trên bên dưới pháp hành các vị sẽ thấy rằng nó rất là cần thiết để chúng ta thấy sự khác biệt. Khi mà chúng ta nói tại sao tính tấn niệm định huệ đó, nó vừa là quyền mà cũng là lực. Mặc dù ngoài đời ta nói quyền lực là hai cái đi chung với nhau, nhưng mà ở đây là hai đề tài rất là khác nhau. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai thì chúng ta sẽ có môn phản ứng và chúng tôi là người đảm trách cho chương trình ngày mai. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ lành chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ, và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý.